chính chủ một căn nhà sân vườn diện tích hơn 2.000 m2 nằm tại thị xã Hòa Thành, Tây Ninh, đang cần kêu bán gấp để xử lý công chuyện cá nhân. Nhà đất đúng chuẩn nghỉ dưỡng, có nguyên một vườn bưởi phía sau, đất nở hậu nằm ở mặt tiền nhựa khu xóm đông dân cư, đường xá ngon lành. Chỗ này cách chợ Long Hoa là khoảng độ hơn 3 cây số nha anh chị, cũng như là về chùa Tổ Thánh. Đây là căn nhà này. Đường này là ra ngay cây xăng Đắc Thi, ra đường chính đại lộ Nguyễn Văn Linh để về trung tâm thị xã Hòa Thành. Nhựa này thì có lộ dưới hoạch là 10m, một tí Hoàng sẽ phân tích sau để cho anh chị nắm nha. Còn hướng bên đây cũng vẫn thông ra đại lộ Nguyễn Văn Linh để về xã Trường Đông và ra quốc lộ 2B nha. Chỗ này cách Sài Gòn khoảng 90 cây anh chị. Tiếp theo thì Hoàng sẽ phân tích vấn đề sổ sách. Phần này thì Hoàng sẽ phân tích khá kỹ để anh chị nắm rõ về thông tin quy hoạch của căn nhà này. Trong hình anh chị thấy đây là sổ hồng chính chủ, hiện tại là đang nằm tại nhà. Lúc nãy Hoàng có nói là chủ hiện tại là không phải lý do kẹt tiền để bán căn nhà đâu. Một số lý do riêng cá nhân nha, pháp lý vẫn hoàn chỉnh đàng hoàng để bán cho anh chị. Vị trí căn nhà nằm tại là ấp Trường Cũ, xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Chỗ này là xã giáp tranh với phường Long Hành Bắc để về trung tâm của chợ Long Hoa nha anh chị. Nhìn chung thì chỗ này anh chị mua để nghỉ dưỡng, an cư là hết bài rồi. Gần tất cả các tiện ích mà lại thuộc thị xã Hòa Thành, Tây Ninh nữa. Giá chỗ kêu tương đối rẻ để cần bán gấp nha. Tổng diện tích sử dụng đất cũng như nhà là 2.046 m2, hơn 2 công đó anh chị. Và có 240 m2 là đất thổ cư, còn lại toàn bộ đất trồng cây lâu năm. Nguyên một căn nhà hạng mức cấp 3 đã được hoàn công trên đất đàng hoàng. Diện tích xây dựng của căn nhà này là 215.76 m2 nha anh chị. Rồi, tiếp theo xin mời anh chị xem về hình dạng thửa đất cũng như căn nhà trên đất nè. Hướng nhà và đất ngày hôm nay quay về hướng Tây Nam nha, nằm ở mặt tiền đường nhựa, lộ giới 10m. Mặt tiền tiếp giáp với đường nhựa là 18m6 nha anh chị. Sau đó dài vào, nếu mà tính đường thẳng vào á, là lên đến là 53m và nở hậu ra là 43m. Đấy, đất của mình là cái hình là nguyên một cái đoạn dài thòng lòn ở phía trước rồi sau nở ra nguyên đít phía sau nha anh chị. Đây là thông tin đất cũng như là hình sơ đồ đất trên khu sổ cũ chính gốc nha anh chị, sổ hồng cũ. Bây giờ xin mời anh chị xem qua được cái trích lục của thửa đất và căn nhà này. Đây, tiếp tục sang cái bản đồ mới anh chị. Lại có một cái quy hoạch cái con đường. Chị thấy là đường 19m nó cắt ngang qua cái phần mặt tiền cũng như là căn nhà của mình nha anh chị. Tuy nhiên thì nó không phải là cái phần đường để mở rộng cái đường nhựa phía trước, mà lại là đi song song với đường nhựa hiện trạng, và cách cái đường nhựa hiện trạng đó là khoảng 10m. Đấy, chị thấy là hợp lý không? Chắc chắn là không hợp lý rồi. Đúng lý ra chỗ này là phải mở rộng lộ giới của cung đường hiện tại phía trước, mà đường mình lại là đường nhựa nữa anh chị. Về quy hoạch này thì chắc chắn là không phải anh em làm đất hay là chuyên viên về lĩnh vực đất đai nhìn vào thấy không hợp lý, mà cả dân thường nhìn vào là thấy bất hợp lý rồi. Đáng lẽ ra là phải mở rộng cái diện tích đường nhựa phía trước nha anh chị. Đằng này thì là đi quy hoạch là song song với tuyến đường nhựa hiện trạng mà lại kế bên luôn, cách nhau có 10m thôi. Nội cái tiền đền bù giải tỏa thôi là cũng khá đuối rồi để khả thi cái phương án của quy hoạch này. Và Hoàng cũng đã có trao đổi với một số anh em trong cơ quan nhà nước nha, về thông tin cung đường quy hoạch này hiện tại là người ta cũng đang họp để điều chỉnh hiện trạng quy hoạch phù hợp với thực tế bên ngoài hơn. Đây là một số cái bản đồ quy hoạch là cũng khá lâu rồi anh chị. Có lẽ là giai đoạn đó là một số sai sót, không biết nằm ở khâu nào đó nên là ra cung đường quy hoạch như thế này. Thì đây là một số thông tin Hoàng phân tích rõ để cho anh chị nắm. Và để trao đổi thêm nhiều thông tin thì anh chị có thời gian sắp xếp xuống xem nhà, Hoàng sẽ trao đổi thêm với anh chị nha. Rồi, trong màn hình anh chị đang xem, Hoàng nói lại cái phần diện tích nè. Tiếp giáp đường nhựa là 18m6, khá nhiều. Rồi sau đó hai cạnh dài vào là trên dưới 39m là phần trước đó anh chị, có nhà ha. Sau đó sẽ nở ra một cạnh, một bên là 26m, một cạnh là 9m. Bên cạnh 9m lại tiếp giáp một cái con đường đất 2m ở bên hông. Thì hiện trạng là đường này chưa có nha, nhưng trên sơ đồ hoạch là có. Thì tính ra là đất của mình là hai mặt tiền đường luôn anh chị. Đó. Và tiếp tục anh chị thấy là hai cạnh dài xuống của cục sau nữa là dài xuống 30m nè và xuống 28m. Nó sẽ nở ra là 43m3, nở hơn rất là nhiều so với 18m6 phần mặt tiền nha anh chị, để hình thành nên một diện tích đất là 2.046 m2, có 240 thổ cư, một căn nhà hoàn công hạng mức cấp 3 trên đó. Và thông báo anh chị là hiện tại bên ngoài cái phần đuôi đất á, lại còn dư diện tích đất khá nhiều nằm trong khuôn viên hàng đào của mình xây đã lâu rồi. Thậm chí nếu mà đo lại thì đất của mình có thể lên đến là 202-203 luôn nha anh chị. Đấy. Rồi, đó là phân tích về vấn đề sổ sách giấy tờ. Tiếp theo đây là cũng một trong những cái phiếu cung cấp thông tin về quy hoạch cái xung đất ngay vị trí thửa đất và căn nhà của mình đó anh chị. Nếu mà anh chị có thời gian xuống xem thì Hoàng sẽ cho anh chị xem tờ này rõ hơn nha. Mặt tiền của mình nè, bắt đầu từ đây nè, qua tới khúc này luôn chị là 18m6, dài xuống trên dưới 39m ha. Cua qua mặt tiền thứ hai nè,
dài xuống 30m, hầu nở ra 43m3. Đó. Rồi cành này dài lên cũng trên dưới 39m nha. Nếu mà đi một đường thẳng từ mặt tiền của mình xuống tới cuối hồ đất á, là trên dưới khoảng độ 56-57m nha anh chị. Phía trước thì có hàng rào bài bản hẳn hoi nè, trồng những hàng cây cao kiển rất là đẹp luôn. Phần diện tích bên đây anh chị là cũng khoảng độ gần 10m, chủ chưa sử dụng nha. Nhà cửa dân cư thì kế bên như nhau. Mọi người thấy là bên cái dãy nhà của mình á, là nhà cửa dân cư đông đúc anh chị, không có trống nhiều. Nhựa hiện trạng 10m đã chưa hẳn hoi rồi, thì để mà hình thành thêm một con đường nằm ngang với căn nhà của mình thì khá là vô lý nha. Đó là một số đánh giá quan điểm cá nhân của Hoàng. Đây là nguyên một cái sân trước nè anh chị. Đấy, nhà hạng mức cấp 3, hơn 200m2 nha. Một phòng khách, 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ, bếp, toilet nằm ở phía sau nha. Đây là một cái hồ nước anh chị, chủ để nuôi cá giai đoạn trước đấy, thậm chí là cũng có thể bơi luôn ha. Đó, nguyên một phần giáp ranh bên hông của mình nè, có một số cây bưởi phía trước chứ ơn sao là nguyên một vùng bưởi luôn. Hàng rào ranh giới hẳn hoi, mặt tiền là 18m6 nha. Sân trước đổ bê tông nè, có mái che, hàng rào chỉnh chu. Toàn bộ các cánh cửa trong căn nhà này là cửa gỗ nha anh chị. Đấy, lồng kiến, gạch thì lát gạch lên đến tận nóc nha. Tường rất là đẹp. Nhà thì xây cũng khoảng độ gần chục năm rồi, nhưng mà hiện tại là công trình còn khá là chắc chắn nha anh chị. Nền cao ráo 3 cấp. Bên hông là có đường đi lên đi xuống đó. Còn Hoàng bây giờ sẽ quay bên trong căn nhà, rồi cuối cùng là ra vườn bưởi quay cho anh chị xem nha. Không gian phòng khách quá trời rộng luôn, có 3 phòng ngủ. Trên đây là không gian phòng thờ đấy, hướng đó xuống ngay bếp và toilet ha. Cái mức độ tường thì đi theo thời gian thì bắt buộc nó phải hoang ố rồi. Còn công trình nhà cửa thì anh chị thấy là trên đây là tường 20 hết. Đó, đây là không gian phòng thờ nha anh chị. Khu vực này là gần với tòa thánh thì ở đây là gần như 90% là đạo cầu đài rồi. Rồi, 3 phòng ngủ thì nằm ở bên tay phải. Trước mặt của mình là một chiếc rim thái đời cũ nha. Chiếc này khá là giá trị đấy. Và chủ cũng có một chiếc 67 nguyên rim nằm ở phía ngoài nữa. Đầu clip của Hoàng cũng đã quay sơ qua đấy. Đây là không gian bếp và toilet. Nội phòng tắm và phòng đi toilet thôi á. Hai phòng này kết hợp với nhau cũng bằng nguyên một cái phòng ngủ của người ta rồi. Xây gần cả 10 năm trước mà anh chị thấy là rất là rộng rãi ha. Còn ở bên đây chắc chắn là những chị em nội trợ khá là thích đây. Rộng rãi, thoáng mát. Và toàn bộ cái phần kệ bếp này á, là làm đá hoa cương hết cho anh chị. Rất là sạch sẽ. Đây là khu vực cuối cùng của căn nhà. Rồi nó liền nguyên một cái vườn bưởi ở phía sau cái chuồng trại đó đấy. Sau cái dãy trại này nè là nguyên vườn bưởi nha, nở hậu ra. Còn bên đây là cái đường đi lên đi xuống. Diện tích đất bên đây phần mặt tiền dài xuống tới hết mấy nhà nè anh chị, là chưa sử dụng luôn ha. Trồng một sơ sát một số cây bưởi phía trên đây thôi. Đất còn dư khá nhiều đó, nó sẽ dài xuống dưới luôn anh chị. Bây giờ thì Hoàng sẽ đi ra cái phần vườn bưởi phía sau, quẹo phải nè. Đây là nguyên vườn bưởi phía sau. Chủ cũng đã có làm hàng rào hẳn hoi, chỉnh chu và lâu đời rồi nha. Diện tích ở phía sau này dư khoảng độ 200-300m2 đấy. Vẫn nằm trong khuôn đất của mình và sử dụng ổn định. Coi như là phần này là ngoài sổ nha anh chị. Chứ tính theo sổ của mình là 2046m2, 240m2 thổ cư, còn lại toàn bộ đất trồng cây lâu năm. Và cái phần cục sau này thì tiếp giáp với con đường 2m trên sơ đồ quy hoạch nha. Do chủ cũng buồn chuyện gia đình đấy, cho nên là cái vườn bưởi phía sau này chủ cũng không có chăm sóc nhiều. Nó hơi suy nha anh chị. Nếu mà anh chị về sử dụng, tận dụng lại thì mình có thể tỉa bớt cây và vô phân diêm lại thì cây này nó sẽ giật lại, sống sẽ tốt hơn. Đó, nguyên khúc bằng chữ tay nguyên cái hậu là 43m3 nè. Còn đây là mặt tiền đường 2m nè anh chị. Đi lên tới cái phần đường nhựa phía trên ha. Bây giờ thì Hoàng cũng sẽ đi tới cuối cái hậu đất, quay cái ranh mà có xe móng hàng rào cho anh chị xem. Vấn đề về quy hoạch là Hoàng cũng đã phân tích khá kỹ rồi đó. Anh chị để nắm bắt rõ thêm thông tin thì hãy xuống gặp trực tiếp với Hoàng. Hoàng sẽ dắt qua gặp nhà chủ và trao đổi rõ ràng hơn. Và đây là cái phần ranh giới cuối cùng. Phần hàng rào của mình đó, tiếp giáp với vườn cao su kế bên ha. Hoàng đã quay chi tiết các góc ngách của cái phần vườn bưởi phía sau này rồi cho anh chị xem.
thì tất nhiên là cái gì cũng sẽ có rủi ro trong đó anh chị. Hoàng tính lấy phương án mà cuối cùng đi, khởi dĩ mà cái phần đường bất hợp lý đó nó có làm đi anh chị, thì cái phần hậu đất của mình cũng còn lại là trên dưới khoảng độ hơn 30 mấy mét, hậu mình cũng còn dài khá là nhiều nha. Hơn nữa thì cái phần nhà của mình là được hoàn công trên sổ đàng hoàng rồi, thì mình cũng đã có giá trị nhà, diện tích thổ cư nằm trọn trên đây nữa. Đấy, đấy là một số cái lợi thế của anh chị. Còn phần quy hoạch thì Hoàng đã phân tích rõ rồi đó. Bà con ở đây ai cũng biết hết. Nếu mà anh chị có thời gian xuống xem nhà thì anh chị có thể đi khảo sát vòng vòng ở khu vực này. Để mở rộng diện tích cung đường nhựa này nó sẽ là hợp lý hơn là đi một cung đường cách đây 9m mà song song với đường này nha. Bên phải anh chị thấy là nhà cửa khá là đồ sộ đấy. Hoàng đang di chuyển từ vị trí nhà ra ngoài đường Nguyễn Văn Linh, chạy một đoạn cho anh chị xem. Bây giờ thì Hoàng sẽ thông báo cái giá ngày hôm nay mà chính chủ đang kêu bán hết toàn bộ nhà và đất cả vườn cây ở phía sau với tổng giá trị là 2.950.000.000. Giá này thì vẫn còn thương lượng bớt lọc chính chủ nha. Quý anh chị cô chú có nhu cầu mua căn nhà này thì hãy gọi ngay với Hoàng qua số điện thoại góc trên màn hình 0981877139. Nhà thì nằm tại là xã Trương Hòa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, gần với chợ Long Hoa và tòa thánh Tây Ninh, cách nhau chỉ khoảng độ 3 cây số. Chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.